Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sắc màu các dân tộc xứ Thanh hôm nay, mời quý vị đến với chương trình trò chuyện ngày xuân, văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại, để thêm hiểu, thêm yêu, thêm trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong những ngày xuân về Tết đến. Thưa Phó Giáo sư, Thanh Hóa là một tỉnh đất rộng, người đông, có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, cho nên là văn hóa cũng rất đa dạng, phong phú. Những năm qua thì Hà Huyền biết là các cấp ngành cũng đã có nhiều những nỗ lực quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Quan điểm của Phó Giáo sư về vấn đề này thì như thế nào ạ? Thanh Hóa là một cái địa phương, một cái tỉnh có lịch sử lâu đời, phát triển liên tục, và đặc biệt quan trọng hơn đây là một cái tỉnh mà đa tộc người. Có thể xem Việt Nam như một Việt Nam, có thể xem Thanh Hóa như một cái bức tranh của Việt Nam thu nhỏ. Chính vì vậy cho nên từ cái bức tranh đấy chúng ta thấy sự đa dạng về văn hóa tộc người, nó chính là cái nguồn tài nguyên vô giá về mặt văn hóa để ngành văn hóa của chúng ta có điều kiện bảo tồn và phát huy những giá trị ấy. Lại nói đến vấn đề này thì tôi lại xin đưa ra một số những cái số liệu mà từ ngành văn hóa làm được. Cụ thể như cho đến thời điểm hiện nay thì có trên 1.500 các cái di tích danh lam thắng cảnh được xếp hạng. Trong đó thì có một cái di sản, một cái di tích đó là thành nhà Hồ đấy, được Ủy ban UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ngoài ra thì còn có đến 4-5 di sản văn hóa cấp quốc gia cấp đặc biệt, hàng trăm di tích được công nhận là di tích cấp quốc gia. Ngoài ra còn có hàng nghìn cổ vật cực kỳ tiêu biểu, trong đó có 10 cổ vật bảo vật quốc gia. Thì đấy là phải nói rằng là riêng cái việc mà làm hồ sơ ấy, nghiên cứu làm hồ sơ được xếp hạng thôi, thì cũng đã thấy rằng là ngành văn hóa đã rất nỗ lực và xứng đáng là một cái tỉnh đất rộng, người đông, đa văn hóa, rất là tiêu biểu của Việt Nam chúng ta. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư ạ. Bản thân Hà Huyền là một phóng viên và có nhiều dịp để thực hiện các chương trình về văn hóa truyền thống của các dân tộc. Hà Huyền nhìn thấy là hiện nay có nhiều câu lạc bộ như là câu lạc bộ khập của người Thái này, câu lạc bộ chiêng Mường, hay như ở miền xuôi thì có câu lạc bộ hát tuồng chèo Văn được thành lập. Thế nhưng mà chỉ có sự tham gia của những người trung niên hoặc cao niên, còn những người trẻ thì rất là ít. Theo Phó Giáo sư thì có phải những người trẻ họ không thích tham gia các câu lạc bộ truyền thống như thế này không ạ? Đến đây thì tôi cũng xin trả lời luôn, không phải là như vậy. Phải nói rằng là thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta ấy, rất mặn mà với di sản, với những cái tài sản văn hóa dân tộc của cha ông. 30 di sản vừa rồi được thế giới thừa nhận, được công nhận là di sản văn hóa thế giới ấy, thì đã chứng minh rằng là một kho tàng rất là quan trọng. Thế hệ trẻ phải thấy rằng là cho trong thời điểm hiện nay thì tôi cũng thấy rằng là họ chưa có điều kiện nhập thân vào văn hóa truyền thống. Phải dùng từ là nhập thân ấy, chắc là có những lý do. Phải chăng văn hóa thế giới hay văn hóa hiện đại hấp dẫn hơn, đúng không? Thế hệ trẻ, trong khi đó văn hóa truyền thống của chúng ta chưa hấp dẫn. Thế lý do tại sao chưa hấp dẫn mà chưa lôi kéo được thế hệ trẻ vào tham gia nhiều? Thì vấn đề này là phải thấy rằng là chính chúng ta đang còn lúng túng trong việc bảo tồn và phát huy, đưa cái văn hóa truyền thống sống trong cộng đồng của nó. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư ạ. Thưa Phó Giáo sư, mặc dù là có nhiều giá trị văn hóa phi vật thể giới trẻ khó tiếp cận học hỏi, thế nhưng mà cũng có nhiều giá trị văn hóa vật thể lại được các bạn trẻ rất là yêu thích, ví dụ như là nhà sàn, trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số chẳng hạn. Và tiếp theo đây thì Hà Huyền xin mời Phó Giáo sư đến với một không gian trang phục của một đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Thanh Hóa. Xin mời Phó Giáo sư ạ. Nhìn những bộ trang phục như thế này chắc là Phó Giáo sư đã biết được đây là trang phục của dân tộc nào phải không ạ? Vâng, trang phục của đồng bào Mông nhà ta. Vâng. Rất là rực rỡ đấy ạ. Vâng, rất rực rỡ. Và đặc biệt là các họa tiết hoa văn này rất tỉ mỉ này, đúng không ạ? Và cái sự khéo léo của người phụ nữ người Mông ấy. Đa dạng. Xin
chào Hơ Chứ. Chào. Giới thiệu với Hơ Chứ, anh chị. Đây là khách mời của chương trình chúng ta, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Tùng. Chú đang thêu hả? Đúng rồi, bây giờ tôi đang may cái áo. Bây giờ ở đây thì bởi vì là dùng máy may hết rồi. Còn phần này thì phải dùng tay để khâu vá lại, để cho nó ra một cái áo hoàn chỉnh. Trang phục là biểu hiện rõ nét nhất của việc dệt nên sắc màu văn hóa tộc người. Bởi vì một trong những tiêu chí để xác định tộc người là người ta dựa vào trang phục. Ví dụ như tại sao người ta gọi là Mông, người Mông trắng hay là người Mông đen thì người ta lại phải dựa vào màu sắc này. Bộ não và đôi bàn tay tài hoa, khối óc và đôi bàn tay tài hoa của phụ nữ Mông dệt nên đặc trưng văn hóa Mông. Trang phục này là của phụ nữ người Mông đen hay là Mông hoa? Đây là trang phục của người Mông trắng. Mông trắng. Phân biệt ở Mông trắng với Mông đen là phân biệt ở cái váy của phụ nữ. Bởi vì váy của Mông trắng là cái váy Mông trắng, còn Mông đen là cái váy phải là Mông đen. Ví dụ như trang phục như thế này thì dùng trong dịp nào hả chị? Thì trang phục như thế này chủ yếu là hiện nay thì lớp trẻ người ta dùng để đi vào ngày lễ, ngày Tết là nhiều hơn. Thế nên là trang phục nó là một thứ ngôn ngữ, nó là một thứ biểu tượng để nhận diện văn hóa. Nó một cái khác văn hóa, nó là bộ gen đấy, nó được truyền là như thế, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đúng không ạ? Và bảo tồn văn hóa là bảo tồn gen, đúng không? Về mặt sắc màu văn hóa của từng tộc người, ý nghĩa của nó đặc biệt quan trọng. Và vai trò bảo tồn ở đây như tớ vừa nói ấy, đó là vai trò của phụ nữ hết sức quan trọng. Để hoàn thành một bộ này thì mất bao lâu hả bạn? Để hoàn thành một bộ như thế này thì ngày trước người ta chủ yếu là dùng đôi bàn tay để làm, thì có thể là từ 10 đến 15 ngày mới xong một bộ hoàn chỉnh. Nhưng mà bây giờ thì một số phần thì có thể là dùng máy, dùng tay thì chỉ cần là 5 đến 6, 7 ngày là xong. Đúng. Nhưng mà cái hoa văn giữa làm máy với lại thêu tay thì nó có khác nhau không? Có, khác nhau bởi vì mình làm máy thì nó sẽ mấy cái ly ở đây thì nó sẽ tỉ mỉ hơn. Còn mình làm bàn tay thì nó sẽ thô hơn tí. Nhưng mà làm bàn tay thì giá nó phải đắt hơn. Thô, thủ công thì nó mới thật. Vâng. Đúng không ạ? À? Nếu mà theo ấy, thì là cái hoa văn nó nổi, nổi hơn ạ. Nó nổi, đúng rồi. Còn cái làm bằng máy thì mình nếu mà mình quan sát kỹ thì là có sự khác biệt. Đúng rồi. Đấy. Làm thủ công thì nó mới phô ra được các gọi là cái lớp hình học. Đúng không? Các lớp vâng, hình học. Nói về hình học thì Phó Giáo sư so sánh cái sự các cái họa tiết hoa văn của trên trang phục của người phụ nữ người Mông so với các dân tộc khác thì ở trong tỉnh Thanh Hóa thôi ạ. Ở trong tỉnh Thanh Hóa thì có sự khác biệt không ạ? Họa tiết hoa văn sự khác biệt chứ. Cái không gian sống nó được thổi vào trong trang phục. Đúng không ạ? Cư dân của người Thái, người Mường gần với sông nước hơn. Đúng không ạ? Chúng ta thấy những hình ảnh của các động vật gần sông nước hơn. Đúng không? Con cá, con rùa, con rồng. Đúng không ạ? Còn họa tiết hoa văn trên trang phục của người Mông, chúng ta nhìn thấy yếu tố của núi rừng vùng cao. Đúng không ạ? Tiêu biểu thì có thể thấy rằng là chim muông, cây cỏ, hoa lá của vùng Sơn Cước nó thể hiện rất rõ vào trong cái trang phục này. Nó một cách khác, bộ trang phục cũng có thể ví là một bức họa. Nó thổi vào trong đó nhịp thở, hơi thở của cuộc sống của mỗi một thời đại lịch sử. Cho nên nhìn vào cái bộ trang phục đấy cũng là một cách nhìn vào lịch sử, nhìn vào văn hóa của từng dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn phần 2 chương trình trò chuyện ngày xuân, văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại trong chuyên mục kỳ sau, phát sóng thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.